Hi. Xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Bùa Đồ Dò. Mình biên tàu lao chào với đâu Trần Hoàng Đại Lâm Ba Lô Tây và Đại Lâm Chuyện bên lời. Đây là những ngày cuối tháng 8 đầu tháng 9 2024. Đại Lâm đang có mặt tại thành phố biển Nha Trang. Đại Lâm đi tham dự giải quốc tế của các câu lạc bộ Trung Quốc, giải quốc tế của thành phố Nha Trang. Đại Lâm cùng với FC Trường Giang của Bầu Bà Cọp tham dự giải và sẵn Đại Lâm sẽ ghé đây thăm các em bãi biển Sa Đéc cái qua. Đứng trước màn ống kính hiện tại bây giờ của Đại Lâm là Thuyên Quân Đội 4 và Vinh của Sa Đéc cái qua hợp tác với nhau. Còn bên kia là Nhã và Lưng Siro. Các bạn thường biết thì đấy, trước đây thì các giải 4-4 Lưng Siro Hàng Thiên Thiên Quân Đội 4 xuất hiện trên kênh YouTube của Đại Lâm vài lần. Một pha trắng bóng gì rồi, quá hay gì rồi của Lưng Siro gì rồi trước Thiên. Theo thông tin Đại Lâm nhận được thì Quân Đội 4 hiện tại bây giờ chỉ có còn Thiên là người đại diện cho bãi biển Quân Đội 4. Và có thể nói là Vinh sẽ là người cùng cạ với Thiên giải bãi biển sắp tới. Đấy là Nhã đang phát bóng. Một pha xử lý không thành công rồi của Vinh. Xa xa bên kia là Quốc. Quốc cũng là một trong những cặp bài trùng của Vinh. Trước đây thì cặp Cao Sơn bãi biển của Bầu Cát Tân Bình cùng với Minh Thiện. Sau này là Quốc Vinh của Sa Đéc Khánh Hòa. 5-7 năm liền vô địch toàn quốc liên tục. Lại là một pha trắng bóng của Lực Sơ Hoa Hay. Chính đang tiếc bóng bay ra ngoài. Còn phía bên ngoài là có Việt và Quý Sức. Việt và Quý Sức cũng đang ngồi bên ngoài. Còn bên kia là các nữ là Thanh Trâm Vi, một trong những cặp bãi biển Sa Đéc Khánh Hòa và cũng là đại diện cho Việt Nam chúng ta liên tục các kỳ SEA Games. Đấy là Thanh Trâm và Vi. Hiện tại bây giờ 9 giờ rưỡi sáng rồi các bạn ơi, nhưng thật sự cái nắng cái nóng của thành phố Nha Trang đang rất gay gắt. Các bạn chờ cho em thi. Thiên gõ cổ tay phản công cho Nhã. Một pha xử lý hay của Nhã. Hết phim. Kết thúc, các bạn hãy chờ xem. Nắng quá nắng thật sự các bạn ơi. Đây, xa xa bên đây là biển đảo của thành phố Nha Trang. Đây hiện tại bây giờ là Vinh, Việt, Quý Sức, Nhã và Lương Siro. Đây là đội hình hiện tại bây giờ đang luyện công và tập luyện hàng ngày cùng với Quốc. Quốc kỳ cụ đang ở ngoài. Đây là hàng ngày luyện công và luyện công thôi các bạn ơi. Các bạn nào mà có mập béo thì có thể nói là ra Sa Đéc Khánh Hòa trong một thời gian thôi, sẽ còn xương với da thôi. Còn đây là Vinh. Chuẩn bị tiếp. Một pha trắng rất hay vừa rồi của Thiên trước Lưng Siro. Một pha bật nhảy quá nhẹ nhàng rồi của Lưng Siro. Theo Lâm biết thì Lưng Siro chỉ có 1m78 thôi. Quê Cái Bè, Tiền Giang. Lưng Siro là quê Cái Bè, Tiền Giang.
nhã phát bóng hỏng. À, còn con bên kia là các cô gái chúng ta đang hăng say tập luyện. Hầu như là từ 8 giờ cho tới 11 giờ hàng ngày. Luyện công trong vòng 3 tiếng đồng hồ mà 2 tiếng rưỡi 3 tiếng đồng hồ nha, ngày nào cũng như ngày nấy nha. Một pha kết thúc quá gọn gàng vừa rồi của Nhã. Tay trái. Thì tại bây giờ có quý sức bên ngoài, tay trái rất ghê gớm. Quý sức và Linh Siro cùng Thiên từng xuất hiện trên kênh YouTube của Lâm. Các giải 44 phổi phong trào. Lại là một pha bắt bóng một không tốt rồi của Thiên. Ba giờ đồng hồ hàng ngày các bạn, từ 8 giờ cho tới 11 giờ hàng ngày, có thể nói là thể lực bền bỉ ghê gớm các bạn ơi. Có thể nói các bạn nào mà béo béo mỡ mỡ gì ra như thế này thì rất hiệu quả. Để Lâm đứng không thì cũng đã mồ hôi chảy tuôn tuôn rồi. Linh Siro lại phát bóng ra ngoài. À, theo luật bãi biển thì 5 quả đổi sân một lần nha các bạn. Và đa số thì chuyền bóng không có bị xoáy bóng nha. Và dùng ký gõ cổ tay, đấy là lực của bãi biển. Và sân bãi biển thì thường có 8 mét thôi, 8 mét vuông dứt thôi. Một pha xử lý cổ tay rất hay rồi của Thiên. Có thể nói một cái dàn trắng của Linh Siro rất khó chịu. Các bạn nhìn thấy không? Đây là sân bãi biển nha. Nhưng Linh Siro bật nhảy rất nhẹ nhàng. Pha phá bóng quá khó chịu rồi cô Thiên. Và pha hỏng bước 1 của Linh Siro. Và kết thúc quá hay rồi của Linh Siro. Một pha gõ cổ tay rất hay của Thiên. Quá hay cho Nhã vậy rồi, một pha chớp thời cơ vậy rồi của Nhã. Hiện tại bây giờ mới có 9:30 sáng thôi các bạn ơi, nhưng thật sự nhiệt độ có thể nói nóng rất gay gắt. À, phía bên trái của Lâm là bờ biển, bốc hơi nắng lên rất khó chịu. Quá hay. Đáng tiếc cho Thiên. Một pha chống trắng gì rồi mà Thiên không làm ăn gì được. Nắng quá các bạn ơi. Rồi. Kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây hết. Nắng quá nắng. Rồi cảm ơn được vị ơi. Nắng quá được vị ơi. Đứng ngoài đó.
đó hồi chú đi như con ốm như con luôn hả? Ốm gầy còm luôn hả? Mà da không mà chú, da xương không à? Đây là việc rất tương lai nha các bạn. Và đây là quý sức, các bạn cũng biết đấy, tay trái rất cừ khôi. Rồi, đứng một lát mồ hôi mà hám không còn cái gì các bạn ơi. Teo luôn. Lặng quá lặng. View rất đẹp, biển đảo thành phố Nha Trang ha. Đây là quốc kỳ cụ, có thể nói quốc và Vinh sau cặp của Cao Sơn và Minh Thiện thì quốc và Vinh là một trong những cầu thủ, cặp cầu thủ của Sân Đất Cánh Hòa và Việt Nam chúng ta, rất cừ khôi và đẳng cấp của Việt Nam chúng ta, liên tục tham dự SEA Games của Việt Nam chúng ta liên tục và liên tục. À, quốc nói giờ về vườn đạp máy rồi. Rồi, chúc cho tất cả các cầu thủ nữ và nam của Sân Đất Khánh Hòa chúng ta luôn sức khỏe, thành công. Luyện công và luyện công thôi. Tám giờ và 11 giờ hàng ngày các bạn ơi, thật sự cái nắng gay gắt của thành phố biển Nha Trang. Đây, thể lực và thể lực. À, cô gái kia đang chạy là 2K5. Và trường theo Lâm biết thì 1m88, 2K4. Hỏi cờ bỏ cành với cái nắng gay gắt thành phố biển Nha Trang. Chảy da hết rồi, chảy mỡ hết rồi.